Thất Hiệp đã trở lại. Trong những cuộc chiến quyết liệt hơn, bắt hết bọn chúng cho ta. Hùng tráng hơn, và gian nan hơn gấp bội. Hành trình mới lại bắt đầu với vô vàn thử thách. Cùng dõi theo từng bước chân của Hồng Miêu và 6 tay kiếm còn lại trong phần 2 của bộ phim Thất Kiếm Anh Hùng. Đón xem Thất Kiếm Anh Hùng phần 2 phát sóng lúc 18 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV3.